Thưa quý vị, tuần sau thì giải bóng đá Robert Cup 2013 tại Hà Lan sẽ chính thức khai mạc. Tham gia giải lần này thì có đội bóng Robert đến từ Colombia. Hiện thì các kỹ sư và các cầu thủ Robert đang tích cực luyện tập, hy vọng có giải trong lần tham gia đầu tiên của mình. Cuối tháng này sẽ diễn ra giải bóng đá robot tại Hà Lan. Các cầu thủ robot tuyển Colombia đang tích cực tập luyện hy vọng có giải trong lần thi đấu này. Đội bóng robot này do các kỹ sư Đại học Santo Tomas thiết kế. Hiện tại chúng tôi đang nâng cấp đội bóng robot này cho giải bóng đá RoboCup diễn ra vào tuần sau. Các bộ não nhân tạo của đội bóng này đã sẵn sàng để thi đấu. Đối thủ của đội bóng Đại học Santo Tomas là những trường nổi tiếng như Stanford, Harvard và Carnegie Mellon. Vì vậy, để có cơ hội giành giải ở RoboCup, đội bóng robot đến từ Colombia phải tích cực luyện tập. Cần phải điều chỉnh chế độ phòng thủ và tấn công cho đội bóng robot của mình, phải luyện tập cho chúng đọc hiểu và nhớ chiến thuật nữa. Với các thiết bị và phần mềm tiên tiến, mấy cầu thủ robot này có khả năng di chuyển linh động, các động tác đón bóng, chuyền và sút tương đối chính xác nhờ các thuật toán định hướng phức tạp. Tham gia giải RoboCup 2013, ngoài Colombia còn có các đội bóng đến từ Brazil, Mỹ, Pháp và Trung Quốc.